Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta là những người được sinh ra trên cõi thế gian này. Có những người may mắn gặp được một cuộc sống giàu sang, sung sướng. Có những người thì khổ hạnh, thiếu thốn, bệnh tật, đói nghèo. Trong điều kiện và hoàn cảnh khó khăn như vậy, người ta thường tìm đến các chư Phật để mà cầu nguyện cho mình được tốt đẹp hơn. Một trong những vị Phật mà hầu như những người Việt Nam cũng như những người ở trên toàn cõi lãnh thổ thế giới đều ngưỡng mộ, đó chính là Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong các chùa ở thành thị cũng như ở thôn quê, ở đâu cũng có tôn thờ hình tượng của Ngài. Người ta còn thờ riêng ở nhà nữa. Người chưa biết gì về nhiều về đạo lý của Phật, nhưng họ vẫn kính mộ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát một cách thuận thành. Hôm nay, với chủ đề tài hướng về tâm linh, Ngô Lê sẽ làm một video clip về lịch sử và tiểu sử của Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cho các bạn cùng xem nhé. Mong rằng video này giúp các bạn hiểu thêm về một vị Phật mà người ta thường gọi là Phật Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm nghĩa là vị Bồ Tát quán sát âm thanh đau khổ của thế gian, kêu cầu mà cứu độ một cách tự tại. Do Ngài quán sát âm thanh một cách tự tại mà chứng được bản thể chân thường của vũ trụ. Nơi nào, lúc nào trong vũ trụ có tiếng chúng sanh đau khổ, kêu cầu thì Ngài hiện thân cứu độ rất tự tại. Cho nên Ngài cũng có tên là Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại Bồ Tát. Nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa tiếng Phạn, nghĩa là giác hữu tình hay hữu tình giác ngộ. Trở lại giác ngộ hữu tình, ví như có nhiều người đang ngủ mê, có một người tỉnh thức, người ấy đánh thức nhiều người cùng là còn lại ngủ mê. Người thức tỉnh đó gọi là bậc giác ngộ như chư Phật, Bồ Tát. Kẻ ngủ mê là chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm được ví như người đánh thức những người đang ngủ mê trong ngôi nhà đó. Vì Ngài đã giác ngộ biết rõ chân lý vũ trụ, chứng được phép nhĩ căn viên thông, nghe thông suốt hết thảy âm thanh của vũ trụ. Như người đã thức dậy rồi trong ngôi nhà vũ trụ kia, nghe biết hết thảy chân tướng các sự vật, động tịnh trong ngoài. Cho nên chúng sanh nào xưng niệm danh hiệu Ngài, liền được Ngài tầm thanh cứu khổ, giải thoát cho khỏi tai ách hoạn nạn. Ngài đã được chứng được bản thể của tâm thanh vốn dĩ là không, vô thường, vô ngã, nên Ngài được tôn xưng là Quán Thế Âm. Về thở quá khứ xa về trước, Đức Quán Thế Âm là một vị thái tử tên là Bất Quyền, con của vua Vô Chánh Hiện. Thời ấy có Đức Phật ra đời tên là Bảo Tạng Như Lai. Vua Vô Chánh Niệm hết lòng sùng bái đạo Phật. Vua liền sắm đủ lễ vật quý báu dâng cúng Phật và chư tăng trong 3 tháng hạ. Vua cũng khuyến khích các quan văn, dương tử, dương tôn, triều đình quyến thuộc theo vua cúng dường. Thái tử Bất Quyền dâng lệnh vua cha cũng dâng cúng đủ các trăm cam mỹ vị, hết lòng thành kính Đức Phật và cùng tăng trong 3 tháng như vậy. Lúc ấy có một vị đại thần tên là Bảo Hải, tức là thân phụ của Bảo Tạng, khuyên thái tử Bất Quyền nên lập nguyện thờ công đức cúng dường này mà cầu quả báo vô thượng Bồ Đề, không nên cầu quả ở cõi trời. Cõi người này vì quả báo phước cõi ấy là phước báo hữu hạn,
dù chúng ta có lên trời rồi đến khi hết phước cũng phải sa đọa. Sao bằng đem công đức cúng dường này hướng về quả báo vô thượng Bồ Đề mới là quả báo chân thật vĩnh hằng. Nghe đại thần khuyên như vậy, Thái tử liền đứng trước Phật Bảo Tạng phát đại thệ nguyện: nguyện xin nhờ công đức cúng dường này cầu quả vô thượng Bồ Đề. Con nguyện xin trong lúc tu đạo tư lợi lợi tha, nếu có chúng sanh nào lâm vào tai nạn không thể cứu được chữa được, không nơi nương nhờ, hễ niệm đến danh hiệu con liền đủ sức thần thông đến cứu độ ngay. Nếu lời nguyện ấy không thành, con thề không chứng đắc quả Bồ Đề. Con xin phát đại nguyện tu đạo Bồ Tát cho đến cùng tận đời vị lai, trải qua vô lừa số kiếp, khi phụ vương con thành Phật A-di-đà, ở thế giới cực lạc thì con sẽ làm thị giả hầu hạ ngài cho đến khi chánh pháp, ngài tận diệt con mới được quả Bồ Đề. Con nguyện xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật thụ ký cho con như vậy. Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho Thái tử và nói rằng: do quán xét chúng sinh trong vô số thế giới thì tội nghiệp mà phải chịu quả báo đau khổ, nên ngươi phát bi tâm, ngươi lại nguyện quan sát nghe được tiếng kêu cầu khổ của thế gian đến cứu độ. Nay ta thọ ký cho ngươi hiệu là Quán Thế Âm, ngươi sẽ giáo hóa cho vô lượng chúng sinh thoát khỏi khổ não. Trong khi tu đạo, ngươi phải làm cho mọi Phật sự để lợi ích chúng sinh. Do đó, sau khi Phật A-di-đà nhập diệt rồi, cõi cực lạc sẽ đổi tên là Nhất Thế Trân Bảo Sở Thành Tụ, càng thêm tốt đẹp hơn nữa. Khi ấy, đang lúc ban đêm, trong khoảnh khắc tất cả mọi thứ trang nghiêm đều hiện ra giữa không trung, tức thì mười thành Phật hiệu biến xuất Nhất Thế Quang Minh Công Đức Sơn Dương Như Lai, sống lâu đến 96 ức na do tha kiếp. Sau khi diệt độ rồi, chánh pháp sẽ còn lưu truyền lại 63 ức kiếp nữa. Thái tử nghe Phật thọ ký, lòng vô cùng hoan hỷ, bạch rằng: như lời nguyện của con được hoàn toàn viên mãn thì đối với con còn hạnh phúc nào bằng. Nay con xin nguyện mười phương chư Phật cũng thọ ký cho con như thế, làm cho tất cả thế giới trung chuyển dưới âm nhạc, ai nghe cũng phải giải thoát. Thái tử bạch rồi cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Kính thưa quý vị và các bạn, lúc bấy giờ thế giới tự nhiên rung chuyển, phát ra tiếng hòa nhã như âm nhạc, ai nghe cũng thân tâm thanh tịnh, dục vọng không còn. Tiếp đó là các Đức Phật trong mười phương thế giới cũng đồng thanh thọ ký cho Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: trong thời kiếp Thiên Tú trú ở thế giới Tân Đề Lam, có Đức Bảo Tạng Như Lai ra đời. Thái tử Bất Quyền con vua vô chánh niệm, phát tâm cúng Phật và cúng tăng 3 tháng, nhờ công đức ấy trải qua vô số kiếp về sau, thái tử sẽ thành Phật hiệu là biến xuất Nhất Thế Công Đức Sơn Dương Như Lai, ở thế giới Trân Bảo Sở Thành Tụ. Nghe chư Phật thọ ký xong, thái tử hoan hỷ vô cùng. Từ đó trải qua vô số kiếp về sau, ngài tinh tấn tu đạo Bồ Tát, cứu độ tất cả chúng sinh, không bao giờ quên đại bi tâm của ngài. Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng và Kinh Đại Quang Quảng Như Lai nói rằng: ngài cùng Bồ Tát Đại Thế Chí vì lòng từ bi thệ nguyện dấn thân vào con đường phụng sự, đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng sanh, không chịu vào cảnh giới tối thượng của chư Phật. Kinh Pháp Như Hoa, một bộ kinh rất quen thuộc với Phật tử thuộc truyền thống Phật giáo Đại Thừa, ghi rằng Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hiện thành thân Phật, thân Bích
chi Phật, thân đại tự tại thiên, thân tiểu dương, thân người nam, thân người nữ, cho đến thân dạ xoa, la sát, phi thân, vân vân. Kinh Ngũ Bách Hoa còn đề cập đến 500 loại hóa thân của Ngài để tùy duyên ứng hiện, hóa độ thiết pháp. Tóm lại, Quán Thế Âm là vị Bồ Tát quan sát chúng sanh khổ đau trong thế gian mà khởi lòng đại bi, đoạn từ phiền não, làm cho chúng sinh được an lạc. Ngài là hình ảnh của đại từ đại bi, của tình thương bao la, vì bi nguyện độ sinh, Ngài để hóa hiện từ trên thân Phật dưới cho đến thân quỷ dạ xoa, la sát để hóa độ chúng sanh. Chính sự hóa thân đó đã làm cho hình ảnh của Ngài nói riêng, Phật giáo nói chung trở nên năng động và tích cực hơn trong việc cứu độ, khổ độ sinh này.